hôm nay á, mình ở đây mình có mua được một trái dừa sáp nè cả nhà. Đây là cái trái dừa sáp đầu tiên mà trong cuộc đời mình bữa nay mới được ăn thử. Thì mình mua trái dừa này là 13 đô la. Đó, hôm nay hả mình sẽ khui cái trái dừa này ra mình ăn thử rồi mình sẽ review cảm nhận cho cả nhà coi nha. Với lại cho chồng mình ăn thử cái trái dừa này như thế nào. Trái dừa này mình mua 13 đồng, khoảng tầm 10 đồng là 170 ngàn, thêm thêm 3 đồng nữa khoảng tầm 200 rưỡi cả nhà. Đó, trái dừa này ở bên đây mình mua khoảng tầm 250, cũng hơi mắc ha, nhưng mà thôi một lần trong đời thì mình cũng phải ăn thử xem nó như thế nào. Đó, với lại ngày hôm nay mình ăn thịt luộc cuốn bánh tráng cả nhà ơi, thịt luộc tôm luộc cuốn bánh tráng. Bây giờ mình sẽ khui trái dừa này nha. Mình mới gọt vỏ trái dừa xong, trái dừa khá là nặng và bự, nói chung là bự hơn dừa bình thường đó, bự hơn trái dừa bình thường mà nó nặng lắm nha cả nhà. Ở đây mình chuẩn bị sữa đặc, đây là đậu phộng và đường. Đó, bây giờ mình sẽ đập trái dừa này ra nha. Wow, cả nhà ơi, trái dừa. Wow, cái nước của nó nè. Wow, quá trời nước luôn. Quá trời nước luôn cả nhà ơi. Thơm quá. Bây giờ sẽ lấy cái muỗng nha. Muỗng luôn cả nhà ơi. Wow, Sophie, chu la quá vậy con. Trời ơi, trái dừa quá chất lượng luôn cả nhà ơi. Coi nè, nó xốp xộp luôn. Nó như là kem ấy. Mà hả? Rất là nhiều nước luôn. Ra một tô nước mà cái nước nó rất là kẹo nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ múc cái dừa này ra nha, đặng mình dầm đường. Đó, ăn chút xíu nữa hai vợ chồng mình sẽ ăn thử. Để xuống đây. Ngon quá. Wow, nó rất là dễ lấy cơm luôn á. Nó xốp xộp hả trời. Dừa sáp Bến Tre. Nó rất là dễ lấy luôn. Rất là dễ lấy cái thịt. Thịt nó mềm. Nó như bơ á cả nhà. Wow. Ăn ngọt thì mình sẽ cho ngọt. Còn ăn lạc thì mình sẽ cho lạc ha. Cho thêm một miếng sữa đặc vô. Đó, sẽ làm ra 2 ly. Rất là béo luôn, bao béo luôn, chọn lên. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị một cái ly đá, bây giờ mình sẽ múc nó vô nha, rồi mình sẽ để một lớp đá ở trên nữa. Lại kênh trang Cuộc Sống Mỹ và Singapore nha. Sophie ơi, chào cô chú kìa. Chào cô chú phía. Phía nó đói quá, cái nhà nó đói quá, nó buồn á. Đây nè, đồ ăn của nó nè, nhưng mà còn nóng quá ăn được. Tại vì you try
coconut first. Mm-hmm. Yeah, I know for dessert, but I don't want to eat that one. Yeah. Ai có bánh tráng nha. Dạ, cái này nguội. Ai cái này nó nguội vậy ha. Đói bụng quá quạo cả nhà ơi. Đói bụng quá quạo. Dạ, hungry quá rồi quạo. Thơm không? Ăn pasta chi. Này, cà miên bát nó mềm nha. Nè, cho Vy ăn cái món này nè cả nhà. Pasta chi này nè. It's good. Good. Ok, ăn thử nha. Hồi nãy giờ pha, hồi nãy giờ làm đó. Thật ra là chưa có nếm thử nữa đó. Có đá nè, có đậu phộng nè, sữa đặc nè, đường nè. Đây là dừa sáp bánh tre nha cả nhà. Mình mua ở Singapore 13 đồng một trái. Dừa sáp. Cái này nè. Chờ chút mà nó mềm. Mềm rồi. Nó mềm rồi ha. It looks a little bit dry. A lot dry. Tại cái bánh này nó dày quá, cái bánh tráng này nó dày quá. Cái mùi nó rất là thơm. Rất là dẻo. Ngon quá. Daddy, okay. Do this. We can't eat that yet. Oh, great. I know you and Sophie like it. Mẹ hả? Chút nữa gọt ra. Cái đó là cái móc hồi nãy trong trái bưởi á. Hai cha con phê thích ăn bưởi lắm, cho nên mình mua hai trái bưởi, đặt hai trái bưởi về đặng không? Đặng gọt cho hai cha con phi ăn cả nhà. Hôm nay thì gia đình nhà mình sẽ ăn Chết này chứ gì? Cái đó là bánh Oreo thôi. Oreo, không sao đâu. Ốc vai dơ đi. Đúng rồi, nó không có dơ. Con nói đi, không có dơ. Không có dơ. À, hôm nay cái món này của mình là thiếu tùm lum hết trơn, thiếu pickle, thiếu dưa chua nè. Thiếu tùm lum hết trơn cả nhà ơi. Mà thôi kệ đi, đỡ rồi. À, lục tủ lạnh. Có gì ăn đó. Lục tủ lạnh có gì ăn đó cả nhà. Special version for me. Cuốn cho anh ăn cả nhà ơi, anh không có biết cuốn. Với lại hả, có chị anh cũng không có cuốn đâu. Thôi kệ đi, chồng mình mà, mình cuốn cho anh ăn, có gì đâu. Này, cuốn cho chồng nha. Được không Phi? Dạ. Cứng không ăn? Không. Nhiều bánh tráng quá, cắt bớt nè. Rồi, this one for you. That's great. Hôm nay là mình hết mắm nêm rồi, mình ăn nước mắm. Hết giờ mắm nêm rồi, nước mắm ngon. Nước mắm này mà ăn cơm hả? Vô. Okay. Pretty soon it will be New Year's. Oh yeah. Next year không có. Few hours, next few hours. Next year không có. Mà chú Phi không có gì vô hả? Để mẹ lấy cho con nha. Rồi chúc nha. Yeah. Để mẹ lấy cho con nha. Mẹ lấy cho con vô ha. Uống mía. Mình uống spa nha cả nhà. Ta đi go ahead, eat đi. Don't worry. It's okay. Vậy đó hả? Yeah. Rồi uống đi. Not trời ơi, cái nước mắm đó nó cũng ngon nữa trời. Cái nước mắm mà mình đâm nước mắm xong rồi bỏ đường, tỏi ớt cả nhà. Vậy thôi. Mà cái nước mắm nó sệt sệt á. Cái nước mắm này chay với cơm ăn là cũng tới bến luôn á. Là tới công chuyện luôn á. Còn mấy tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm mới rồi cả nhà ơi. Hôm nay thì gia đình nhà Sophie ăn thịt luộc cuốn bánh tráng. Thịt luộc, tôm luộc cuốn bánh tráng. Đây là hẹ vườn nhà mình nè. Nó nhỏ xíu à. Mè nó rất là thơm. Đó. Nói chung là lục tủ lạnh có cái gì ăn cái đó nha. Ok Sophie. The pasta good? Good. Cái này nóng hả? Mẹ nghĩ vậy đó, nó còn nóng. Ăn nữa không? Mẹ múc vô cho. Ăn hết cái đó đi, mẹ múc vô cho. Dạ. Rồi, tới mình đây. Nhâm mì. Hôm nay là hết chân mắm. It's good. The mint is very bright. I don't know. I don't know how to say it. Like cool and strong in the mouth. Yeah. Anh nói nó có cái lá mint á, cái lá bạc hà đó, nó làm cho cái miệng của mình nó kiểu như nó lạnh mà nó thơm mà nó đã vậy đó. Còn muốn nữa. À muốn nữa ha. Sophie ăn đi. Dạ, Sophie ăn nha.
Không hẹ. Má nói gì ăn không dạ. Má mới thích cộng hẹ mà, hẹ đó thơm. Trời ơi, cái nước mắm ngon quá. So cái. Another thing, pretty soon. Pretty soon we'll put down our Christmas tree. Maybe we find a new school someday. No new school, can it be far away? Okay. Nó nhỏ hay không? Nó nói cha nó là ở trong trường học không có cái món này, cái món pad thai chi này. Có giống như nuôi vậy cả nhà. Nuôi còn nhỏ nhỏ xong mà cái bỏ phô mai vô. Về đó mình ăn nó khoái. Mà nó nói là ở trong trường học không có. Cái cha nói, cha nói là để thôi tìm trường học khác. Nó nói thôi đừng tìm trường học khác, tìm học khác xa lắm. Nói vậy đó. Nhưng mà con mở lớn quá. Mở lớn quá là ồn á. Ồn cái video mẹ. Mở nhỏ thôi, ok. Ngon quá. Cái nước mắm hôm nay làm cũng ngon nữa. Đậm đặc. Nước mắm nó sệt sệt. Hôm nay không có xoài, không có thơm, không có gì chứ. Trời ơi, cái miếng thịt ba rọi á cả nhà. Chồng mình đánh giỡn xong mới nói nè em ơi, mở không à. I say, the meat, you look at that and you say, wow. Fast meat. It gives me a heart attack just looking at it. Yeah. Anh ơi, em ơi, em cuốn em cuốn tôm cho anh thôi. Mắc cười quá. Sợ mập. Cười. Thưa phiếu nè. Anh sợ mập quá cả nhà. Ăn thì vậy đó. Khoái ăn, tâm hồn ăn uống. Mà ăn thì sợ mập. You can trim it a little bit. Làm mắm mì không? Dư hai cái đầu bánh chán này để mình ăn. Ngon không Phía? Ừ. Ừ, ngon không? Ngon. Ngủ chưa con? Ăn dạ. Cứ ừ xong mà ăn đi dạ không à. Trời ngon quá. Yummy. Mấy đứa gói tại hẹ nè. Không hẹ nhỏ xíu mà thôi. Chịu khó làm đơn giản. Chịu khó chút xíu á. Mình suy nghĩ ra món ăn. Đó mình ăn cả nhà, ngon. Mà đơn giản chứ bộ. I mean, I would say it, but it's like it's like 10 flavors all in one. Again. Lần nào ăn món này anh cũng nói câu này cho anh chạy. Trời ơi, mình cuộn một đống rau cho mày không? Hồi mới thấy là cái cuộn của mình cũng bự thiệt bự. Hình như I forgot noodle for that one. Đây, bây giờ sẽ cuốn miếng thịt. Trời ơi, mở không? Cười.
Anh thấy cái miếng thịt mỡ không? Cái anh ngán cái gì á? Mập hay gì không biết nữa. Fast meat hả? Miếng thịt mỡ không? This is the meat we got from our friends. Yeah. Phong Thanh, Canada. Yeah. Dạ, Phong fan. Phong theo fan giúp á. Thịt ra ba rọi rút sườn đó. At first I thought maybe it was bacon. Yeah, the first time you look at me you think bacon. But not bacon. Like that, yeah. Đấy nè. Yep. Yo. Happy New Year. Happy New Year, Phi. Hồi đó không biết nữa, không biết nữa có bắn pháo bông không ta, ngồi lên sân thượng coi có bắn pháo bông không. They have fireworks. I don't know. Yeah, the main one they would have down by the water. I think they canceled, but like I think last year maybe the similar where they have some neighborhood ones. Where we could just see from our rooftop, we could just see the clouds glowing, kind of, but we couldn't really couldn't really see the actual. Cái hẻ thơm quá. Bị ra hái cái thùng rau đắng đây nha. Rau đắng đó là ăn cháo lóc hoặc là ăn lẩu mắm thôi. Cho nên chắc là sẽ ăn lẩu mắm. Ngon quá. Cái nước mắm này ăn với bún không? Cũng ngon lắm. So, is that good pasta? Quên mất. Ngon quá đi. Ngon ngon quá đi ha. Yes, Toby ăn nhanh. Toby ăn nhanh. Toby ăn nhanh. Giỏi quá. Giỏi quá. Toby giỏi quá. Chế ra cái này nó nhỏ cho nó mau nguội cho nó nóng. Ngon quá. Yeah. Ai làm cho vậy? Cool. Ai làm cho con vậy? Ding ding ding. Ngon quá. Ngon. Thích cái này nè. Yes, darling. I thought we were supposed to save these for dessert. Yeah. You're right. I can have a little. Ngon quá. Nó bùi. Nó dẻo. Thơm. Như bơ vậy. Đã bỏ 3 muỗng đường đó kìa. Giờ mình đã bỏ còn lại. Cái trái này nhiều nước ghê luôn á. Mà cái nước nó dẻo dẻo à. Ngon quá. Ngon. Chai TV dễ ăn lắm luôn. Cho nên món gì anh ăn cũng được đó nha.
hai chồng ăn chung nó dễ chứ không là phải nấu hai món. Nhâm nhâm xong rồi hai chồng mình chơi bé ma chị. Yeah. Ăn xong rồi play bé ma chị. Ok. Yeah. That's a great idea. Bé ma chị. Yeah. How say exactly? Bé ma chị. Bé ma chị. Phải không? Ok. Giờ nói tiếng Anh phải hỏi con gái cả nhà. Phải hỏi con gái. Cái này thiếu xoài sống nữa, có xoài sống á, xoài xanh á cả nhà, nó giòn rụm rụm nha, mà nó chua mà nó đã thiếu được không? Nữa không? Mẹ nghĩ là nó nguội rồi đó, nó nguội rồi, có bưng miếng là ăn được rồi đó. Yeah. No. Cái này. Ừ. Lấy cái này. Lấy cái này. Con thích. Con thích. Thích vậy á. Thích vậy á. Bữa nay là phải hát cái bài gì ta? Cái bài bánh chim xanh á. Phải chơi cái picture. Trời ơi, phải chơi cái picture để quên. Đã chơi cái picture. Ok. Chờ chút Daddy đang ăn. Daddy ăn xong rồi check picture ok. Rồi ok. Sophie. Bữa nay là Sophie phải hát. Your tongue was out a bit. Bữa nay là Sophie phải hát cái bài bánh chim xanh. Tại vì bữa nay là New Year, ngày mai là New Year rồi. Nên bữa nay Sophie phải hát bánh chim xanh. Sophie biết gì rồi. À biết gì rồi, ngồi Sophie hát nha. Yeah. À, chứ để ngồi nữa rồi người ta tại chào tạm biệt rồi con đòi hát nữa đó. Nay phải hát bài bánh chim xanh nha Sophie. Bữa nay là New Year đó, ngày mai là New Year đó. Chúc nữa. À chút nữa, mẹ nói chút xíu nữa mà. Mẹ nói chút xíu nữa mà. Trời dưa leo nè. Dưa leo vườn nhà nè ngó. Giòn rồi mà. Nó thơm. Feel combo is good. Nó non, nó giòn rồi. Nice and crisp. Fresh. Fresh. Giống rồi, ngon quá. Bữa nay hả? Đồ ăn của mình nó rất là đơn giản đó nha. Mà cũng không kém phần hấp dẫn và ngon. Nói chung á là mình cũng đang rất là mong chờ chuyến bay đi về Việt Nam. Cho nên á mình cũng có nhờ bạn, nhờ người á coi vé cho mình rồi. Để mà hả, mình hy vọng là Tết năm nay mình sẽ được về Việt Nam ăn Tết cùng với gia đình. Chứ năm rồi là mình không có về rồi đó cả nhà. Mình hy vọng vậy đó, nếu mà về được thì mừng. Về được thì vợ chồng con cái về luôn. Cách ly thì mình cũng chấp nhận cách ly. Tại vì thật ra trong mùa dịch này mình đã cách ly 3 lần rồi. Ngon quá, cái nước mắm nó ngon dã man. Cái nước mắm này cả nhà biết không? Hồi xưa ở quê mình á, ăn cơm với hến á, hến vớt hến lên xong cái múc hến bỏ vô chén làm nước mắm làm vậy nè, chan vô chén cơm có hến ăn là thấy ngon rồi, thấy mãn nguyện cuộc đời rồi đó. Thơm ăn hẹ giống như trâu ăn cỏ. Nó bò ăn quả. Hả? Wow. Con muốn ăn. Mẹ biết mà. Hả? Mẹ biết mà. Mẹ mua cho con nè. Why? Mẹ biết là con muốn ăn đâu. Con thích ăn đâu mẹ mua mà.
này mình đặt cái nhà. Cái này mình mua của chỗ mà bán đồ Việt Nam á, shop Việt Nam á. Người ta bán cam nè. Mình đặt cam nè, bưởi nè, với lại trái dừa sáp á cả nhà. Mua cam dữ mà thích cái cam sành. Có đúng cái cam sành Việt Nam. Cho nên hả, mình mua cam sành. Cam sành ở bên đây họ bán 6 đồng 1 ký. Còn trái bưởi này là 10 đồng nha. Ở bên này người ta bán đủ hết trơn á. Bán đủ đồ của Việt Nam hết cả nhà. Việt Nam đem qua không? Ai mượn nó không biết nữa. Nó nịnh nữa. Nó thấy gọt trái bưởi nó qua nó nịnh đó cả nhà. Lên nó bóp dai đó. Trời ơi, mỗi lần mà chửi mà la nó một cái nha, đồ. Mẹ không thương con hả? Mẹ không yêu con hả? Cái gì? Mẹ đặt trứng hả? Trời ơi, nó đã mà nó sướng lắm. Đặt trứng hả? Ừ. Mẹ đã sướng không? Rồi giờ qua tới ba rồi đó. Giờ nó qua tới ba rồi đó. Chửi nó một cái nó phá hay gì đó nhà. Chửi nó một cái đầu nó qua nó bóp dai bóp. Xí, để mẹ ăn thử coi nó có đắng không nha. Thank you, Sophie. Yes, hả? Vô em không? Yes, it's easy, daddy. Yes, it's easy, and you do need to talk to me. 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 I need to talk, huh? She said you're eating and you need to talk. Oh, okay. Trời ơi, ngon quá thì ơi, cầm đi. Mẹ ăn thử coi nó có ngon không? Ăn thử có ngon không con? Mẹ chơi nó qua bự, con muốn nhỏ. Ừ. Đâu quanh bự, muốn nhỏ. Ừ, ngon. Ngon nè đi ơi. Không có bị đắng. Mà không có bị sượng. Ừ. Ngon quá. Mua 2 trái. Còn trái nè. Ngon quá. Wow. Ngon thiệt cả nhà ơi. Bé muối. Vậy đó hả? Thôi ơi, xin mời cả nhà miếng muối bưởi nha. Quá trời đẹp. Quá trời ngon. Nhâm nhâm nhâm. Cảm ơn. Nhâm nhâm. Ngon không bé ha? Bé cái này bự quá. Ừ, bự quá thì con để đi ăn từ từ coi. Để đi con. Mẹ cho con cái bự mà. Đây bự đi chứ. Bên đây bự cái này. Bên đây lấy cái này. Mệt quá ghê. Cái gì vậy sợ? Trời, mình đang ăn mà nhảy qua bữa luôn. Ngon quá. Ngon. Ừ. Bữa nay ăn cái nào cũng ngon chưa? Tôm luộc của bánh tráng cũng ngon. Dừa sáp cũng ngon. Trái bưởi cũng ngon. Nước mắm cũng ngon. Rồi, xong. Tối nay sẽ nhâm nhi. Chờ đón giao thừa. Uống dừa. Not too sweet. Yep. Tại chồng ăn cũng rất ngọt lắm. Mình pha về là vừa. Đúng không? Nếu bạn nào thích ăn ngọt nữa ha, bỏ thêm sữa, bỏ thêm đường vô. Cái trái này nhiều nước thiệt chứ. Bùi dễ sợ. Dẻo.
A little bit more. Okay, cả nhà ơi, video của mình ngày hôm nay thì mình xin tạm dừng tại đây nha. Hẹn cả nhà video tiếp theo. Yeah.